Vâng, xin tổng chào 500.000 anh nhé. Đang theo dõi và quan tâm clip của Vân Trường. Thì kênh của Vân Trường là gọi là kênh chém gió nhất quả đất, gọi là kênh chém gió ảo nhất quả đất, và cũng là kênh coi như kiểu là ảo diệu nhất quả đất. Vì trên thực tế thì kênh của mình thì chém gió hơi nhiều. Anh em nào quan tâm theo dõi clip mình nhiều thì cũng biết là kênh mình thánh chém gió trên cái mai nha anh em. Thì hôm nay mình sẽ review cho anh em một cái canh bệnh gọi là bệnh xanh xoăn lá, và liệu cái bệnh này có thuốc trị hay không, hay là vô phương cứu chữa, thì sẽ có trong canh này nha anh em. Thì anh em theo dõi kênh mình từ lâu thì cũng biết là canh của mình tuy là làm mai cũng không được gì cho tốt lắm, nhưng mà ít nhất thì cũng hơn được anh em mà mới tập tễ chơi, thì chắc chắn là mình hơn là cái chắc rồi. Thì hôm nay mình sẽ review cho anh em và xem cả một số căn bệnh gọi là được rất nhiều người nói là bệnh nan y, rồi bệnh bẩm sinh, rồi bệnh, nói chung tóm lại là nó có quá nhiều loại bệnh trên cái mai. Thì hôm nay mình sẽ quay cho anh em xem, tổng số mình sẽ có 3 cây mai bị bệnh là quan lá. Đây, chính xác nha anh em, quan lá chưa, quan lá chính xác luôn, nhưng không phải bỏ trĩ nha anh em. Thì hiện tượng này thì đã có được vài năm nay, nhưng trên thực tế để mình nói sơ cho anh em kiểu này, anh em mà muốn xem mà muốn chữa được bệnh này thì hãy coi hết cái clip này thì sẽ biết được cái cách trị thật sự nó là cách gì. Thật sự là mà nói anh em mà có điện hỏi thăm mình là bây giờ phun cái gì cho nó hết bác, thì mình cũng xin phép mấy anh em là mình xin thua, phun cái gì cho nó hết làm sao mình biết. Đó, canh mình là canh chém gió mà, chém gió nhất điều con đà điều này. Thì trên thực tế mình có bị 3 cây mai như thế này. Đây là cây phôi nha anh em, mình mới ghép. Đây là cái phôi mới ghép, và tí mình sẽ quay cho anh em 2 cây thuần, một cây cũng đang ghép và một cây là ghép trước, với một cây là để lâu, một cây lâu rồi. Thì anh em xem ở đây nhiều khi anh em chán bỏ ra cũng được, tùy. Thì mình nói thế này, cái bệnh xoăn lá này nói tóm lại là mình đã điều tra tất cả các loại sách vở, trong vòng 10 ngày nay mình đã điều tra tất cả các loại sách vở, và mình đã tham khảo tất cả các clip liên quan của tất cả các người, bất kỳ ai chơi mai chia sẻ trên YouTube hay trên mạng cộng đồng như là Facebook hay là Zalo hay là hội mai vàng bonsai, mình đã điều tra khoảng tầm 10 ngày nay. Thì kết quả thật sự của cái bệnh này là khắc phục như thế nào, đó thì mình sẽ chia sẻ anh em. Bởi vì trên thực tế thì mình cũng biết cái bệnh này khắc phục như thế nào anh em ạ, mình nói toang như vậy, nói toạc như vậy nha, dễ hiểu, không phải là cái gì mình cũng biết. Anh em phải hiểu là một người chơi mai yêu mến một cây mai vàng, nhưng không phải là cái gì trên cây mai người ta cũng biết hết, đấy là không phải nha anh em. Yêu cây mai nhưng không có nghĩa là cái gì anh em cũng biết. Cái gì mình không biết thì mình phải đi học, hỏi và lắng nghe và tham khảo, và về rút ra một cái kinh nghiệm, đó gọi là thí nghiệm. Tức là nghĩa là bữa giờ mình đã mon men trên mạng cộng đồng, cũng giống như là mon men các nhà vườn lân bang. Mình có mon men các nhà vườn lân bang gần nhà mình khoảng tầm là 40 nhà vườn, thì đại đa số là đều bị bệnh này rất là nhiều. Đó, nhưng cũng may mắn là mình chỉ có bị có 2-3 cây, như vậy là mình cảm thấy mừng. Và vì vậy cho nên là mình sẽ chia sẻ lại anh em tất cả những gì mà mình đã đi chém gió được khoảng tầm 10 ngày nay, kể cả trên mạng lẫn thực tế và lẫn tất cả các loại thuốc để chém gió với anh em. Thì nhiều người cho rằng đó là bệnh này là do dư nước. Chính xác, bệnh này là do dư nước, bị xoăn lá là do dư nước. Nhiều người thì nói bệnh này là do dư đạm, và nhiều người thì lại nói bệnh này là coi như kiểu là bị bỏ trĩ. Nhưng theo mình quan sát trước là bọ trĩ thì không phải. Bọ trĩ thì nó sẽ ăn ở đầu lọc lá, nghĩa là nó ăn cái lá lá non trước đâu rồi đây, chứ không bao giờ cái loại bệnh này là thường thường cái lọc ra không bao giờ bị. Đây anh em đấy này, đây, nhưng cái lá này chỉ hơi đổ già một tí thì nó sẽ bị ngay cái bệnh quan lá như thế này. Đây đó, thì như vậy nếu mà nói về bị dư nước thì chẳng lẽ cả nước Việt Nam mình bao nhiêu nhà vườn, bao nhiêu người chơi mai, thế ai cũng dư nước cả. Cái bệnh này bị rất nhiều trong từ tháng giêng, bắt đầu từ tháng đâm lộc, tháng giêng cho đến tháng tư là bị nhiều nhất. Và cây đây là cây thứ hai, cây này thì mình cũng đã phục hồi gọi là tạm ổn thôi nha, tạm ổn thôi chứ vẫn chưa hết toàn diện. Đây, tạm ổn thôi, từ một cây rốt bình thường mà mình phục hồi một thời gian là nó bị suy cây luôn.
Cái đây là mình chỉ nói tạm ổn chứ mình chưa hề nói câu là mình chỉ dứt điểm hết ngay nha. Thì nhiều người cho rằng là dư nước, nhiều người thì nói là dư đạm, và nhiều người thì nói là do thiếu ánh sáng, và rất nhiều người chỉ nói là sử dụng làm các loại phân bón là nó bị bệnh, nhiều người thì cho là bỏ trĩ. Chính như vậy nên là chính vì quá nhiều người, mỗi người một công thức, thành thử là mình phải phun cái cây này là te tua sơ mướp, từ một cái cây đang sung mình phun rét hồi cái cây này thành yếu luôn nha. Cái mình phun rét một hồi vì quá nhiều thuốc cây này yếu đi, thành ra là bây giờ bản thân mình đã rút ra một cái kinh nghiệm. Nhưng sau clip này mình, cuối clip này mình sẽ chia sẻ anh em cái kinh nghiệm mà mình đã rút ra được để phục hồi cái loại mà cong lá thế này nha nha. Thì cái bệnh cong lá này có quá nhiều cái điểm, anh em xin lỗi anh em là hôm nay mình chém gió hơi nhiều nhé, bởi vì lý do là mình đã đi theo cái bệnh xoăn lá này khá lâu rồi, thành thử là mình phải chia sẻ cho anh em hết kỹ, nghe kỹ. Nhiều người thì cho rằng là những cái cây mai mà nó bị thế này là thường cái hiện tượng của nó là do là thiếu ánh sáng, nhưng xin phép tất cả anh em cho mình quay lên bầu trời một tí nhé. Anh em thấy không? Mình không có một lưới lam che nào hết. Đấy, toàn bộ là trời trống không. Thì cây này không thể nào thiếu ánh sáng được. Đó. Thì nếu như anh em xem tới đây, anh em sẽ nói cho rằng là mình nói luyên thuyên. Nhưng mình cũng xin chia sẻ với anh em thật. Những cái gì mình biết và những cái gì đúng và sai mình đều sẽ chia sẻ hết cho anh em tham khảo. Chứ không phải là mình ngồi mình xem gió. Mình cũng không có rảnh mà đi xem gió với anh em nha. Trên thực tế, bệnh này thì nhiều người cho rằng là bị thiếu vi lượng. Nhưng theo mình thì không phải, bởi vì một cái lá lon nó ra này, anh em để ý này, cái lá lon nó ra rất đẹp, màu nó ra cực đẹp này đó, nhưng nó chỉ khi mà nó đổ lớn thôi, đây nó chuyển màu sang màu hơi xanh một tí thôi thì nó lại bị cong này. Đây là cây của mình cong rất ít, còn cây của những anh em thậm chí là còn cong xoắn thế này, xong một thời gian sau là nó sẽ bị cháy cái đầu lá này anh em này, nó cháy đầu lá và cái lá này sẽ giòn đi. Thì bệnh này thật sự là có nguy hiểm hay không thì mình sẽ phân tích kỹ cho anh em tham khảo, bởi vì là mình đã mon men cả chục ngày nay ở cái video này rồi. Thì vừa rồi mình quay cho anh em hai cây đó, một cây là bị bẻ chậu và một cây đang ghép, và cây này thì mới ghép đây. Thì thành thử ra mà tính là thường thường hiện tượng này bị nhiều ở những cái cây mà đang ghép, những cây đang ghép và những cây mới ghép, chứ còn những cây mai thuần như đây này nha, mai thuần như đây thì nó ít bị hơn đó. Loại thuần này thì hầu như nhà vườn mình không có bị, không bị một cây, nhưng mình có đi tham quan 30-40 nhà vườn khác lân bang thì mình để ý là những cây thuần có vẫn có một số lá bị cong. Thì thành thử là thật sự là mình nói thật với anh em là mình cũng đang bị đứng đường thua, vì lý do là không hiểu lý do tại sao. Thì bây giờ là theo mình phân tích là nó như thế này, thì không biết là hợp ý kiến của anh em không, bởi vì trên thực tế cái bệnh này thì trên sách vở không có thuốc trị, và trên thực tế các tất cả các video clip chia sẻ đều vẫn vô hiệu hóa, tức là không có thuốc gì trị. Anh em để ý này, thế này mình nói xin cho anh em tham khảo thế này, nếu một cái cây thế này mà bị xoăn lá, nếu mình không phòng trị thì mai mốt nó sẽ lây sang cây này đó, hoặc là lây sang cây kia. Nếu như một khi mà từ cây này, này nghe anh em hiểu nhá, từ cây này mà có thể lây sang cây kia được thì nghĩa là đây không phải là bị bệnh thiếu nắng. Đây là mình cam đoan anh em, gút lại một câu này, thiếu nắng là không phải, thiếu nắng thì không có liên quan gì cây này bị mà cây kia bị theo được, là không thể. Thứ hai, nếu mà nói về dư nước thì cũng không thể, nếu mà về dư nước mà cây này bị thế mắc mới thì cây bên cạnh kia, cây này bị một thời gian nặng thì cây bên cạnh kia chắc chắn cũng sẽ bị lây, thì nghĩa là đây là một bệnh lây lan chứ không phải là dư nước đó. Phạm phân thì cũng không phải, phun thuốc quá liều cũng không. Đó, tóm lại tại sao cây này bị cây kia bị, anh em phải hiểu gút gút ra một cái mấu chốt là thằng này bị thằng kia cũng bị, nghĩa là đây là một căn bệnh chứ không phải là, không phải là cái bệnh mà cái kiểu thiếu nắng giống như các kênh họ chia sẻ hay là các nhà vườn họ nói, cũng không phải là bệnh như là dư nước, phạm phân hay là tất cả các kiểu như bọ trĩ. Bọ trĩ thì không phải rồi anh em, bọ trĩ nó ăn cây đầu lọc đầu ngọn trước chứ không bao giờ nó ăn cái lá lớn như thế này này. Cái bệnh xoăn lá chỉ khi nào cái lá nó ra lớn lớn thì nó mới xoăn, còn trừ mấy cây lá me thì mình không tính đâu, mấy cây lá me thì nó xoăn ngay từ hồi bé. Đây là mình bị ba cây này nha, một này, này một này, cái kia là cái thứ hai này,
và cây cuối cùng là cây đang ghép đằng kia. Thì cây kia đang ghép thì mình chấp nhận, cây này là cây đang ghép mình chấp nhận, cây còn cây này là cây bị long bầu bẻ gốc, long bầu bẻ gốc, chính vì vậy cho nên là nó cũng bị như vậy. Thì theo như cái suy nghĩ riêng của mình nói thật anh em, bởi vì tại sao mình phải gọi là suy nghĩ, bởi vì tới thời điểm này mình cũng chưa có cách khắc phục. Tới thời điểm này mình chưa có cách khắc phục, vì vậy cho nên là theo suy nghĩ của mình, đây nó là một cái căn bệnh, gọi là thuộc dòng bệnh gì thì trong sách vở không có ghi. Mình đã đọc rất nhiều sách, bởi vì mình chơi mai cũng khá lâu rồi anh em. Mình đọc rất nhiều các loại sách của tất cả các nghệ nhân họ viết sách, viết lại. Từ ngày xưa cách đây khoảng tầm hai mấy năm mình đã đọc, nhưng vẫn đều không có bệnh này. Thành thử cái bệnh này mình cũng đang bị bó tay, đành phải làm một cái clip này. Thứ nhất là chia sẻ anh em cách là để phòng, chứ không có nói trị dứt điểm, bởi vì bản thân mình trị không dứt điểm được. Mình có sao mình nói thẳng vậy, chứ bây giờ thế này này, mình nói thật với anh em này. Nếu mình nói trị dứt điểm đúng không, mình chỉ cấu hai việc, cấu hai cái like đi, đây cấu đi đó, xong sáng hôm sau mình quay lại cho anh em mình kêu là đấy, đã trị dứt điểm cái bệnh còng lá này. Như vậy là dối trá, mình thì không thích dối trá. Cái gì mình không biết thì mình nói không biết, và cái gì mình biết mình sẽ nói biết. Thì theo như tính của mình thì đây là một cái căn bệnh gì đó. Cây này của mình rất là sung nha anh em. Có thể mình quay này anh em kiểu ủ cây của ông yếu thế. Thật ra cây này mình rất là sung, mà mình đã thử rất nhiều loại thuốc trên cây này. Mình phun đủ các loại vi lượng, rồi các loại bật lá nhanh, các kiểu đà điểu. Nhưng tóm lại thì tình hình như thế nào, nó vẫn như vậy, chẳng thay đổi được cái chút tẹo 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 nào hết. Và như vậy thì có nghĩa là mình clip này của mình chẳng có chia sẻ cái gì nè. Thì không phải như vậy. Thì sau như thí nghiệm rất nhiều lần trên game mai, thì mình đã tính ra một cái này. Bây giờ trên thực tế mình không biết nó là căn bệnh gì. Cây này của mình hôm trước có bị khoảng tầm 4 lá, mình đã cắt bỏ, vứt bỏ, bởi vì mình sợ lây lan. Mình là người cực kỳ sợ bệnh lây lan, không biết có phải bệnh hay không, nhưng mình luôn luôn cắt bỏ. Thì bây giờ mình xin nói với anh em thế này, nói tóm lại như thế này. Nếu như anh em nào, đây là theo ý kiến riêng của mình, còn anh em làm theo hay không tùy anh em, bởi vì đây mình không có thuốc đặc trị. Nếu anh em nào mà có bị bệnh xoắn lá như vậy thì mình khuyên can anh em sử dụng 3 liều thuốc như sau, 3 cái phương án như sau. Một là anh em nên cắt bỏ những cái lá mà bị xoắn, lá cong đi, tránh tình trạng lây lan, bởi vì cái bệnh này bị lây. Anh em phải hiểu gút kỹ cho mình, đây là bệnh bị lây. Bị lây nghĩa là bệnh hoặc là sâu gì đó, chứ không phải nói là dư nước, thừa nước rồi thiếu dinh dưỡng, là không phải. Bởi vì nó bị lây mà, lây làm sao mà thiếu dinh dưỡng mà bị lây được. Cho nên là anh em đừng có phải suy nghĩ cho kỹ. Lây là bệnh lại bị lây. Lây thì là cách phòng trị mình như sau. Thứ nhất là cắt bỏ toàn bộ những cái lá mà bị xoắn đi. Thứ hai là anh em phun cho mình cái gói là canxi, và phun theo công thức hiện giờ mình đang áp dụng trên cái đây. Đấy, mình đang áp dụng trên đây. Hiện giờ thì mình cảm thấy nó có một chút gọi là đứng, giảm, thuyên giảm, chứ vẫn chưa hết hẳn. Đó, còn anh em nào có cách hay thì vui lòng comment ở dưới. Mình là phun canxi trên gói trên cây này là một. Hai là kẽm. Thứ ba đó là mình bổ sung thêm là chicoderma để phòng trừ là bệnh tuyến trùng rễ, bởi vì cái này nó đang có nguy cơ là khả năng bị tuyến trùng rễ anh em. Nhưng đây chỉ là cái phỏng đoán của mình, chứ thật sự thì mình chưa rõ. Mình nói thật anh em, chẳng giấu gì. Nói tóm lại là mình cóc biết, chưa biết. Nhưng mà như mình phỏng thì cái cành này này, thấy nó ra cũng được này. Đó. Cành này ra được rồi này. Đó. Cành này ra được này. Nhưng duy nhất là chỉ còn lại là một ít chỗ đây này. Đây còn bị một lá này anh em này. Đây cái lá xoăn này. Quả mình là bị ít nha. Còn quả anh em mai mốt còn xoăn lại thế này. Nó xoăn này. Cái bệnh xoăn này một thời gian sau á, nó sẽ bị đen cái đầu đây này anh em, đen cái đầu đây, và một thời gian sau nữa cái lá này sẽ giòn và cây mai mình sẽ bị không được quang hợp, thì càng ngày càng tụt dốc. Đó là vừa rồi mình có chia sẻ anh em là sử dụng 3 loại đó, đó là loại bỏ những lá xoăn, thứ hai là phun canxi cộng kẽm, và thứ ba là sử dụng gói chicoderma hoặc là tuyến trùng rễ. Anh em xử lý 3 cái đó, thì hiện giờ cây này của mình là đang xử lý 3 loại đó trên cái cây này. Thì mình thấy là nó tạm đứng, chứ chưa nói là hết ngay nha. Đây này vẫn bị này. Đây này. Đó. Vẫn bị này, chứ không phải là đã hết đâu. Mình nói rất thật tình thôi, chứ còn mình biết thì mình nói biết, mà không biết mình nói không biết, chứ mình không bao giờ mà mình
lang thang đâu. Còn anh em nào mà thật sự mà biết được cái nguyên nhân chính xác của cái căn bệnh này và cách phòng trị như thế nào thì vui lòng ạ, là anh em để lại comment bên dưới, viết càng dài càng tốt, viết hết cái cách phòng trị ra để làm gì, để những anh em chơi mai sau này họ biết, để họ học hỏi, họ tìm hiểu để họ né tránh, chứ không phải là anh em biết rồi cứ im lặng giấu đi một mình là không nên anh em. Chơi mai là người ta chơi số lượng đông, hòa đồng rồi chơi nó mới vui, chứ chơi một mình thì không ai chơi nha. Và clip của mình ở đến đây cũng xin phép tạm dừng, thì hy vọng clip review cái bệnh cong lá này sẽ giúp được anh em am hiểu thêm một tí vấn đề. Còn anh em nào muốn áp dụng phương pháp của mình thì có thể mua một số loại thuốc mình vừa nêu trên đó thì có thể áp dụng theo. Và vâng, cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm và theo dõi clip của mình tới thời điểm này.